Hôm nay bé giao chia cả vườn cột. Cánh không? Đi trời. Cánh này không? À, cô cánh để cho anh Hà Hà, Hà dẻ. Này không? Ừ, để cho anh Hà dẻ. Trời ơi trời, sao giống lại bố bí dung. Hello, xin chào cả bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah yeah. Ôi, hôm nay gia đình mình sẽ nấu một cái món cực kỳ mới mà đó giờ đây là lần đầu tiên mình được nấu nha bạn. Gà xả theo phong cách của cô Tư áo bông. Gà xả, nay gà xả tới chí muội với xả tới nấu lên như lẩu ngọt vậy đó, cái mình ăn với mì hay ăn bún cũng được các bạn. Hôm nay cô với Như làm mì. Giờ đi cắt mướp non nè. Nhà cô có mướp non. Mua chỉ có lòng cải thôi, giờ cắt mướp non với thái ít đọt bùn mót nữa là ăn thôi chứ khỏi cần mua gì hết. Cô mần con gà cho. Dạ, mướp cô cứ trái hoài ăn hết, cho gác làm cũng chưa hết luôn. Giờ coi trái nào non nhất là cắt là nấu lẩu cho nó ngọt. Nấu gà hầm xả cho nó ngọt. Trái nào non nhất là ăn. Trái nào non nhất là ăn. Lần sân lớp nội luôn còn nằm trên đây trời ơi. Nằm lên thấy đường. Quá trời non mướp luôn. Học tới đủ lũ nữa. Quá thì cháy luôn. Đó, nằm toàn cây này đi. Rồi đủ rồi nha. Giờ cô hái trái đu đủ rồi. Lấy cái cây gì chọc cái gì xong. Lòng nó dễ rồi. Cô hái trái đu đủ. Xong. Bể tan bàn tàn tàn rồi gọn vậy. Rồi sao hả? Mẹ chọc cái trái chín đi mẹ. Ừ nói vậy được rồi. Trời hái kiểu gì đó. Yeah. Trái kéo trái gục á. Có trái nhỏ nè. Còn ăn được, còn cứng ăn được. Chim ăn hết rồi kìa. Cái gì? Cách còn ngu dữ rồi. Wow. Gọt ăn được mà. Được, cái đủ cô sẽ. Cái này mới ngon nè. Ta bể làm hai luôn các bạn. Wow. Cô hái đu đủ với mướp non rồi. Giờ theo cô bẻ bù mót nha. Với cắt xả nha. Bạn ăn như xả. Gà xả sắp tới xí muội ăn như lẩu ngọt vậy các bạn ơi. Ai chỉ mẹ món này vậy? Mở hai Như á, bó nấu ăn ngon bó chỉ cô. Ừ. Nốt nha, ngon nha. Không chỉ làm một cái gì thấy ông nhúc cô một đìa đâu nhúc không? Muốn ăn gì cũng có các bạn. Đỡ mua đồ rau canh rồi lắm. Rau luộc thì có rau muống, nấu canh chua có bạc hà môn rồi đầy đủ. Qua cắt ít ít xả nữa là xong. Phải chèo qua cây bưởi. Chèo lên cây bưởi hái qua, bước xuống vườn trà hái nổi tầm sưng. Còn này bước chèo qua cây bưởi thì cắt bù mót. Bù mót xong rồi qua cắt xả. Ở có cây nha. Đi biển ngay đó tốt ghê. Cây đó với cây rắn. Nhảy tuột có chuyện. Cây này không nhảy. Nghe đây chẳng ghê nữa. Rồi lát bỏ mấy lá tí. Thâm tảo hết cái bụi xả đó hả. Cái nơi mốt chắc trồng lại luôn. Tốt ghê.
Trông tốt ghê. Mùa hè sắp đến, dê sầu sẽ bu đầy cái xài cô luôn, gốc luôn. Mùa hè sắp đến, dê sầu kêu đi lỗ tai dùm mẹ ơi. Đi ba. Gì? Anh Tư đâu? Anh đi đâu? Rồi ai kêu mày? Hả? Ai cho mày đến đây? Không ai ơi. Ai cho mày xuống? Hello, nhỏ bạn là Phú nè. Các bạn thấy mình sẽ cắt nó về bồn. Đâu lắm nè. Dạ. Giờ mình làm gì? Gà xả ăn với mì. Rồi giờ mình ướp chưa? Giờ bắt đầu ướp đi. Giờ mình ướp rồi sao? Nấu với su đủ nè. Cái mâm rau như vậy à, giới thiệu cá phúc đồng hồ. Giờ mình nấu, mình ướp sao? Ướp cho là xí muội vô với hủ sa tế này ít thôi. Bị nó cay, xí muội cay rồi. Xí muội mới cay. Chí muội này là chí muội thằng Tiên hay ăn nè. Nó chua. Mở hai nó ướp hết chai đó rồi còn sa tế này làm ít thôi. Sa tế cũng không có cà. Mở hai nào? Trời ơi, mở hai bánh nấu cho anh ăn ngon ba mấy chỉ mà. Mẹ, bây giờ con sẽ cho chí muội vô ha. Bà Hai Linh hả? Hôm chủ nhật bà nấu cho chị Ba Hà ăn. Hết không? Trời ơi, bà nấu cho ngon bằng mẹ mà mẹ nghe lời bà. Trời ơi. Bà Hai là thợ nấu á mày. Ông nội ơi. Bà là họ nấu á. Nhưng mà bà nấu ngon không? Ngon. Sao mẹ hồi hồi mẹ nói chê bà nấu dở? Bà nấu ngon như nhà hàng. Bà chỉ có mợ hai chê mẹ thôi chứ mẹ làm gì mà chê mợ hai. Hai thử nấu. Nhân bữa nào nấu dở là phải chê. Mỡ mày nhiều chuyện nữa. Xin lỗi bác hai. Chê nhỏ bác hai. Mai con ăn chở con chê gán chịu. Lần nào con nắm dỗ về con cũng có một bọc mà con nói vậy hả? Nhưng mà con đâu ăn. Chứ con làm gì? Bây giờ mẹ mình sẽ múc cái sa tế vô. Ở trên là cái nước dầu, ở dưới mới là cái sa tế đó mẹ. Trời ơi. Quậy lên. Én vậy nè. Vui lắm. Điều. Ít thôi, bỏ nó nhiều cay. Không có cay. Thôi nữa hủ đi. Rồi. Cái khác là gầu ghê. Quá ngon chưa? Bây giờ là ướp hai cái này thôi hả? Hả? Mình ướp gì nữa không? Đâu có. Đường, bột ngọt, muối đều vô chứ. Đường. Ai để ghế đây đây. Ủa cái gì? Đâu, chị Ba mới để lên luôn á. Bây giờ mình sẽ cho đường vô. Rồi sắc xả đăng ký. Ba muỗng đường. Tỏi xả. Nước xả. Mình sẽ cho vô đây là một muỗng muối nha mọi người. Gà này là gà nhà mình nuôi nha. Mình sẽ cho vô đây là một muỗng bột ngọt luôn. Một muỗng hạt nêm luôn hả mẹ? Ừ. Đáng lẽ cái này mình có thể ăn chung với mì dắt, mì sợi, mì tươi, mì trứng gì cũng được. Nhưng mà nhà mình là ăn mì rau củ cho nó healthy nha mọi người. Ăn thịt gà là có nhiều đạm rồi. Giờ mình sẽ trộn đều cái này lên. Bún gì cũng được hết. Muối chưa? Con bỏ muối hết trơn rồi đó. Chỉ có không có bỏ nước mắm thôi. Đường. Rồi bỏ hết luôn rồi. Đường quá chưa? Bỏ rồi luôn. Nhiều ít. Bỏ 3 muỗng đường rồi đó. Lát lạc mặn gì thêm dẹp bớt cái này rồi đặng đi cho chống chỗ bầm xả hết. Rồi bầm xả đi con chặt nước dừa nha. Dừa ẩm tôi. Ôi chị Ba sao mà ẩm nổi. Cái mát đâu đây. Trong thời gian mẹ mình bầm tỏi với xả thì bây giờ mình sẽ chặt dừa để lấy nước nha mọi người. Lẩu bằng nước dừa hả? Mẹ nói là nấu nước dừa ăn nó mới ngon. Này như lẩu gà ba. Sao tế như lẩu ngọt vậy con ơi. Như lẩu ngọt chứ không? Cái ngọt không? Ngon. Ăn không? Ăn. Qua đi đâu không chịu xuống ăn sườn nướng trời. Quay học chim. Học cho lắm tắm cũng ở chuồng. Nè. Để đây nè ăn. Thêm trái nữa thôi. Thôi. Hả? Từ người ta chặt cho nè. Dừa này á, gốc gài á là dừa hút á mọi người.
cho nên là nhà của mình vừa này người ta cũng lấy luôn, nhưng mà mẹ mình kêu là để lại cho gia đình uống á mọi người. Chứ lúc trước á là người ta mấy cái trái mà cỡ này là người ta bỏ lại hết trơn rồi, người ta đâu có mà lấy đâu, người ta chơi vừa nhỏ. Mà giờ vô mùa nắng là nhỏ lớn gì tao cũng lấy hết. Mưa tới rồi chuyện nữa. Thấy đâu, mẹ đâu? Dạ thấy. Đây nè. Phú giấu á mẹ. Cắt cổ. Cứa cổ. Giờ mình sẽ review cái dừa. Sao cái dừa nó sao? Dừa ăn nó ngon ngọt. Sao nữa? Nó nhai sực sực. Sao nữa? Hết rồi. Béo béo. Vậy thôi hả? Nó béo béo thơm thơm mùi dừa. Sao nữa? Có thơm mùi đu đủ không? Không. Kỳ vậy, sao ăn dừa không thơm đu đủ? Không. Dừa không thơm mùi đu đủ. Ở con là giáo sư đó mẹ. Ghê hả? Mẹ lên. Ba cái thôi, được rồi. Cho mẹ ăn hết cái đống này mẹ mới được về. Mình chặt mấy trái dừa mẹ. Lên ăn đậu, chanh, chậu, chậu đi. 5 trái đi. Đâu có 5 trái, ít. Ít hả? Chắc chặt hết buồn này quá. Chở lên thao nước. Ở này chị ba ốm kìa mẹ. Công thành công. Đi ba mặc mấy cái áo thun này ốm, còn mặc mấy cái đồ ngủ thời ở phụng phình như heo. Phải có lúc mập vậy, lại lúc mặc đồ ốm thì nhìn cho người ta hết hồn chơi. Chứ để lúc nào mình cũng mặc đồ rộng, ta tưởng đâu mình mập, hiểu không? Nhìn chết. Ôi, một cuốn mà hai trái dừa luôn. Xin đôi. Buồn dừa này chắc mấy chục trái quá, chắc cả trăm trái quá. Uống hết còn có nhiêu đây nè. Nói ba tép xả được, mô lấy 2 tép. Nói gì? Ba tép xả là cả mô rồi. Chặt thêm 2 tép nữa giờ sắt cái mỏ quậu bấy. Tém cái mỏ vô mẹ. Tém vô, tém vô. Nhâm nhầm đó. Hằng ngày giờ nạo cái dừa điên cuồng. Đen, hằng ngày giờ nạo cái dừa điên cuồng. Để lên đó cho dính mũ vô quần áo hả chị? Trời. Để trên đây nạo ăn coi. Áo lỡ cũ cái xin chị hai cái áo mới. Nay mình nấu bếp củi nha mọi người. Cho miếng dầu vô. Ok bây giờ mình sẽ bỏ tỏi với lại củ hành vô mình phi nha. Phải bà phải huấn luyện Phú bà. Huấn luyện mà la quá. Ngọt ngào tới mấy cũng tan thành mây. La la vậy nó bền. Mời lỡ lấy xả con. Đó. Lùa xuống. Đưa bên kia qua. Rồi. Rồi. Cô. Rồi có cục thịt ngoài. Có không? Có. Thấy không mẹ? Thấy gì vậy? Rớt cho bếp lại. Rớt bếp lại thôi. Rồi trời ơi là trời. Rớt cái đầu hả vậy mẹ ơi? Có không? Sao con không thấy? Phải lụm lên luôn. Trong bếp nè. Không có hả? Có. Không có rớt mà, dụ quá vậy. Con thấy rõ ràng. Không tin mẹ kiếm mới có cái đầu không? Rồi thủ cất dừa vô trong bếp tráng cái phao. Chưa đâu. Tao đứng rồi. Sẵn đó, đứng đây là sẵn cho mẹ đi. Chảo này nó giống nhỏ. Chảo này nhỏ quá ha, đổi vô nồi trời. Một lù ha. Rồi đổ vô được rồi. Cho nước dừa vô nha mọi người. Có gì lát mình múc kia ra ăn thì. Rồi. À. Ngon hơn. Cho con miếng. Ngọt giòn giòn. Ăn không? Ăn không cô cho? Cho cô con, cho con miếng cô. Gì cũng có nó đó. Lại phải có món mới ăn. Chị quay xuống lát nấu nhiều đẹp. Nó rớt lên cái thềm mấy đất. Sao? Này. Ngon không? Ngon. Hết rằm rồi. Ngon rửa không? Có rồi. Con mẹ đựng vô chi quá nè. Mẹ chửi con là hàng vô duyên mà sao con lây của mẹ. Ở vừa khô rồi mẹ lụm mẹ. Nó vô ngọt lắm. Giờ chảo cô quá nhỏ nó tràn nước dừa hết các bạn. Cô cho qua cái này. Anh còn để đu đủ vô nữa. Trời
ơi trời ơi trời. Chưa? Sao? Con đâu? Nụm lên cho tôi. Quá trời quá đất. Quậy. Phú mới rút chưa? Đem qua đổ vô cái thau bánh đi, đặng múc nước vô rửa đi. Rồi đổ vô. Giỏi. Bảy này phải con. Múc nước vô. Này này bỏ muối vô. Đúng rồi. Đổ vô hết vô đi. Dạ. Lấy hào mua múc cho nhanh. Không hiểu. Múc rồi tợ lạnh. Sao này đi. Cho rồng nữa từ từ. Hãy lấy cho phút muối. Vậy nè, con rửa từ cọng và cọng dưới này rồi coi lá có sâu gì không. Không sâu đâu. Không sâu, để qua bên kia vậy nè, rửa vậy nè. Đó. Để qua đó. Bỏ muối vô. Rồi rửa đi. Thôi thì cô bà không mất nâu ăn với nha. Quá mặn. Dạo dạo lên. Nãy dặn rửa sao? Từ từ trộn đảo muối lên. Rồi rửa từ cây sao? Từ đây xem có sâu không, đằng mình bóc mình ăn. cái này em sâu sạch, bỏ qua. Một chút tôi thấy ở dưới này mà còn đất ha. Coi vô này có đất không nha. Lá này nhỏ quá Dục. Nhỏ là lá non mà Dục chi. Lá này sâu quá trời Dục. Thôi, để lấy cái gốc lại ăn ngon hơn. Lá này lủng lỗ. Dục. Thôi dẹp vô dẹp, để thôi. Để tôi, sai ông làm ông Dục hết. Đâu có ăn quá. Để tôi. Là biến đó. Cái này xấu quá Dục. Dục phải chết mày luôn vậy. À lại hai con nè. Làm biến không mẹ? Biến quá. Chỉ làm từ từ. Sôi lên quá rồi mọi người, bây giờ mình sẽ cho đủ vô nha. Giờ xả này như nấu lẩu hộp nè các bạn, dễ lắm. Mình ăn rau rồi rau má, rau cải, bẹ xanh, bẹ ngọt gì ăn cũng được hết. Rồi cô ở nhà cô có mướp non, hái lát thả vô ăn luôn. Gửi được không cô? Gọi mày mày. Giữa hai ba nước rồi ông ơi. Ông gieo ông dắt không thấy hả? Lá này nó dứt. Gì? Dục nữa. Bị đòn quá không làm mà phá rồi lợi dục hết. Lá có rau đâu ăn. Hãy để bé dâu dục ghế sau. Anh hạt dẻ. Anh hạt dẻ đỡ bé cháu rồi. Mệt quá mẹ. Mệt anh hạt dẻ đại đại. Nhanh lên đi, bé dâu làm biến quá. Để đâu? Để anh bàn ngoại á. Rau này rau gì cô? Rau bù mó nhiều. Tại sao rau nó kêu ăn ma rau bù lông? Xưa tới giờ người ta đặt tên bù mó nè. Vậy nha. Làm dập hết ăn không ngon. Thôi đó. Mũi cá. Ông chỉ cần khỉ. Đó còn là nước nữa không. Chưng. Chết. Chưng. Con kia cắn đầu. Anh em, đô, tao mày học chức lại, chiến. Nó đầm đất này rồi. Con kia cắn lỗ tai rồi lôi đi. Được ha. Dạ. Yeah. Giờ cô sẽ múc ra đây để lên bếp ga. Ga nồi nhà nó mập lắm. Thôi được rồi. Tôi ba mẹ ăn nhiều lắm rồi. Để trong nồi chừa chút chay vậy ăn. Cắn quá gì tình. Nó hỏi cái đó ai là cái gì khai mau. Rồi
rau cải rồi vô cho nó sôi lên mình ăn luôn, đói bụng quá. Này nó lâu chín cho nó vô chứ. Gì vậy? Để con ăn xong về tắm. Mì này mì củ dền. Mì này mì trái bơ. Bún vắt mì vô đi. Như ăn lẩu ngọt vậy mà. Này như là gà ấm xả lẩu ngọt mà. Miếng đường ngót vô mẹ. Đường ngót cho có chất atumin. Atumin. Chất gì? Mót này atumin gì à, tốt lắm cho sức khỏe người lớn em bé gì là ăn một món này tốt. Thấy không? Sụp sụp thôi sụp sụp. Con đủ đủ mà con tưởng nó cà chua không mà. Dạ đất được. Rồi bây giờ đã rất là ngon rồi, mình sẽ lấy đũa đặng mình gắp mì ra nha mọi người. Để nãy giờ cái mì của mình ở dưới này nè, nó chín luôn rồi đó. Phú tắm mà không biết mẹ có cho xuống không nha. Cái tô của Phú rồi. Để cái tô với đôi đũa đó cho nó. Còn anh em mình thì ăn ở nhà đây. Tiên đưa tô nó đây, chị ba gắp mì vô cho nó. Thôi để chút nó xuống rồi gắp. Để chút nở mì thôi. Nó xuống cái đưa nó nhiêu đây thôi, không đưa đồ ăn hết, đưa mì thôi. Thì nó không ăn rau. Rồi cái đó cái đầu á. Ít nước thì vô trong nước. Gì? Thêm chén nước nha. Dạ. Để đó ngồi đi con múc cho. Chị phụ. Tôi. Chiều nay hàng xóm mình chửi cháu ngoại. Dạ, giá nhỏ thôi. Ngoài im không đúng một tiếng nè, đất giá này luôn hả? Gì kỳ vậy mẹ? Cái mận á, ngồi ngay dưới cây mận nè, nó rụng, nó xem gì trái hơn rớt sát bắp đùi à. Không trang em miếng nước nữa chờ nè, tiên tự trang đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Riu riu chút nó sát xuống. Mời các bạn con cháu trong nước ngoài nước hôm nay thưởng thức cái món gà chả sa tế này, ăn với mì dắt với rau cải. Mì bảy màu hả? Cho mẹ phao câu nè. Thông cảm, mẹ mình hiếu khách lắm, mẹ mình mời hoài. Mọi người dùng cứ thơm, mọi người thông cảm nha. Ủa, sắc mặn. Không có mặn, con thấy không có mặn gì hết á. Cái đu đủ này ăn nó cực ngon luôn á. Nhưng mà đợi nó nguội chút rồi Tiên ăn nha. Nó ngọt thanh trong cái miệng luôn á. Mất Tiên đừng ăn nha Tiên. Để nguội ăn nha. Cắn vô muốn rụng răng mà. Múc cho nó miếng nước. Ăn nè, qua ăn nè. Mới bắt đầu ăn nè ông ơi. Ông ăn rau cải gì không? Không, đừng để rau cải, để đu đủ đi. Đã rủ rồi đó. Con ăn tim á. Cho Tiên cái bộ lòng đi. Này cho nó cục thịt này đi. Rồi. Dạ. Cánh nè Tiên. Thôi. Thịt mẹ. Đây đây. Mẹ, con gấp mẹ phải ăn cục thịt. Bữa giờ mẹ không có ăn thịt gì chưa. Thải chưa. Mì chín nè. Rau, bỏ mì vô. Bỏ mì vô hết luôn. Đừng nhìn tao, tao không có cạp xương đâu, mày đừng nhìn tao. Rồi, nước ngọt quá. Mướp ra rủ ra nó còn không? Mày chín cho Tiên. Nước vừa. Ăn hết rồi. Đi bún rau. Rau cải này gấp ăn. Nhìn không được á. Chắc mì ra mặn á Tiên. Ừ, chắc mì á. Cái nước tao ngon mặn vậy. Để mì nó chín để lên trên.
Sao? Đi vô đó ăn Phú mà. Nãy cô lấy cho Phú à, chị Ba nói Phú không chịu, chị Ba mới lấy này ăn nè. Phú ấy luôn á. Rồi đưa nó đi. Đưa nó chịu. Con nhượng chị Ba. Ngồi ở ngoài nè, ngồi đây chút chắc con gấp cái lỗ mũi cô này quá. Ê, vợ con, để con ngồi dưới rồi. Mướt đó, mướt đó. Cái này chín rồi hả mẹ? Chín rồi, để lên trên. Con phanh nha. Nhà Tiên. Rồi, chan miếng nước vô đi. Nước còn không? Đây, để Phú ăn đồ dài cho, để đụng chúng mặt cô. Rửa đó, phải đúng người. Đồ này phải đúng 4 người mới điều khiển được đồ này. Nghe trời. Chứ còn chị Ba ăn sai người phải ăn. Ngon quá mẹ ơi. Tôi tới đồ này sai. Thơm thảo quá. Mướp Tiên muốn ăn nguội gấp là để lên trên. Cứ quý sọc. Ăn đàng hoàng. Không ăn đụng mì đâu, cái bỏ như vậy. Ăn đi Tiên đi. Đúng vậy. Bắn quá trời. Bắn từng gâm. Ăn cần cổ. Nó cổ dài à chứ. Mập quá cổ mất tiêu. Trứng dái. Đâu cho Phú. Nè đâu lạc đâu trứng à. Trứng bự trứng nhỏ là đừng ăn. Phải đợi hai trứng ăn. Đâu cô có trứng nào nữa. Trứng lát ăn rồi gói rồi lòi ra. Giờ cô không biết. Cay đó. Ừ, chị về view trứng giấy. Mẹ ăn đi. Chị Ba về view trứng giấy. Ăn đi. Trứng giấy ngon mà. Nóng. Thịt gà ở nhà ngon nhất nát. Trứng giấy ăn nó bỏng bỏng ngon lắm. Rót em miếng béo béo. Còn đâu rót. Lấy ly đó uống đi. Kìa dạ. Uống rồi ta chưa uống. Làm như mì này ra mặn nè. Ừ. Cứng nè, tổng ta ngọt hơn. Thế nếu cái dừa vô. Dạ yeah, mì này là mình không phải là mình bỏ vô, mình phải nhúng, mình trụng trước cái cho nó. Mình trụng trước cái mình mới ăn cho nó không có mặn. Mì gà thì mợ hai nói bỏ vô lấy ăn. Tại mì đó nó không có mặn. Còn mì này mặn. Mì này làm nhiều bằng mồ hôi á. Bằng mồ hôi nên nó mặn. Bằng mồ hôi công sức. Chấm miếng cục thịt gà ăn chung với mướp. Ngon quá. Quá ngon á. Thịt có mùi thịt. Mày ăn mướt ngon ngon không? Thôi. Ừ. Hả? Nó què rồi gặp đôi đũa ghét. Thịt mềm. Công hả? Thịt mềm ngọt. Nói vậy nè. Sao? Thôi ăn đi, ăn đi. Phú khoa ăn cánh lắm không? Con ăn cánh. Dạ. Con. Con không ăn cánh. Nó đâu có thích ăn cánh. Nhìn cho anh đi nè. Trời, con thích ăn cánh lắm, đúng không? Nói như đúng rồi vậy. Buồn. Buồn. Cái đầu có ốc, cô dễ ăn cơ. Chưa cô cạp ốc cho mày hả? Hay đó đi. Chắc banh hầm răng. Báo nữa. Để răng cỏ già nó rơ hết rồi mà nó báo nữa. Đưa con chó mau cái cục mướp này nó ăn một cái là như hầm răng nó rớt xuống. Đưa con đó, đó cho con đó, đó cho nó bớt đi cắn lộn. Nó răng đau quá không có chạy qua được nữa. Ủa múc này nước quá. Ngon không? Ngon. Ăn đợi thịt vô. Ăn ơi. Chị Ba tưởng đâu Phú về tắm luôn. Sao bác kìa. Bác còn phải bắt lấy đồ vô nữa không? Bác kẹo rồi. Nhiệm vụ của chiều. Quá là lớn không? Phải phụ à. Kìa phải lấy cả hai đồ vô vô. Còn ổng làm gì? Ăn cải phải không? Ổng đốt nhang ta, tắm rửa, nấu bệnh trà. Nấu cơm. Cơm, nấu bệnh trà, cái lên ngồi đó tới tối. Nhà nhà của Phú là ai nấu cơm? Dạ, nó nấu. Cha Phú nấu. Mẹ Phú làm cái gì? Gói kẹo. Gói kẹo hả? Chị hai Phú làm cái gì? Đi mặn. Hả? Đi mặn. Đi mặn hả? Đi mặn cái gì? Biết không biết luôn không trời ơi kỳ vậy làm nail làm tóc
Bữa nào cho chị Ba lên quay clip review nhà Phú coi. Đây. Được không? Được. Thôi. Bữa nay ăn sốc mà hơi quá. Mà món này ngon quá. Món này ngon ha. Ngon chứ. Ngon quá, làm nữa xong. Lễ đi mẹ. Làm giờ mình kia. 34 có lễ. 30 tháng 4 mình nấu gì mình ăn luôn. Mình mời giờ Hương Tính đi. Mà ăn rồi. Mày ăn gì đây? Giờ đi giờ này. Nấu rồi này. Ăn đi ơi. Gì? Cứ ăn bánh mì. Cái ghê bánh mì á. Trời ơi đùa. Ai cũng thích ăn cái ghê á. Rồi cũng hết luôn. Nóng quá. Cho anh Hà 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 kẻ miếng da. Gì trời bé dâu. Không ăn để một bên đó. Thôi cũng rất ha. Chá là gì rồi ghé cậu ơi vậy. Tại đây giờ cho Tiên. Mới đây nè. Cho Tiên cục này. Thôi để không. Cái cánh rồi. Nè. Chị Ba. Gì? Cắn đậu Phúc à, ăn hấp ư? Không. Sao mày em tự cắn? Chút đi. Cháu ngồi đi luôn. Ta ăn gì ta tự cắn như chút lớn rồi. Chút ngồi đi lấy dao chẻ đó. Lo ăn thịt đi, chút ngồi lấy dao chẻ. Cắn gãy cái hàm răng tôi đi trời. Bé dâu rồi báo á. Bé dâu thì không báo, bé dâu này hiền lành cụ chê phun em que. Nay trời giờ tên bé dâu. Bé dâu làm nóng. Rồi anh hạ dễ ra sao bỏ bé dâu vì một mình. Rồi bé vô xe dưới. Mướp rụt luôn nè. Gấp để lên trên nguội một tiếng ra. Hà ở gấp cho bé dâu. Mẹ mướp không? Bụng một cục chú chết chứ cơ. Thôi ăn mướp. Xúc xích ở đâu đây? Xúc đâu? Kêu con chó không? Gấp con cú đó rồi cắt ra làm cục chút đít. Xúc xích. Cô quá là bậy bạ. Cắt con chó lục lại. Cho con thịt. Rồi ăn đi. Cho con cục cộm này đây. Ừ. Đùi đó. Thấy luôn đùi. Ông bảy về. Sao mày không ăn mày bỏ cho vô. Để đi mày ăn gì gấp đầy chén. Tại sao? Thịt còn rồi cũng đóng một con gà mà. Thầy phải chặt thêm trái dừa vô đây mẹ ơi. Cho nó bớt mặn cái mình ngâm rau vô mình ăn nè. Còn dừa hả? Còn cái á. Mới thêm nước vô mặn quá, sắc xuống mặn quá. Thêm nước vô rồi giờ mình sẽ nhúng rau vô mình ăn. Cho anh Hà chẻ mấy chương. Đây. Dục tròn chó tú mày kệ đi. Đừng hỏi tại sao anh Hà chẻ đấm bé vô. Nhiều chuyện. À, anh Hà chẻ đấm bé vô. Mà cơm mọi người. Bữa thì nô tì, bữa thì bổng cung, bữa thì bé dâu. Ừ. Bổng cung nói cho Lị biết. Nhiều tên quá. Biết tên nào kêu. Ai à, thì... kêu con là bé dâu đầu nấm. Ghê trời. Nè đặc biệt danh này luôn chưa? Chết đồ môi. Đặc biệt danh bé dâu luôn chưa? Đầu nấm bé dâu đồng môi. Đặc biệt danh này luôn chưa? Đặt luôn. Ghê vậy? Nào ăn mì nữa thôi vô lấy. Ok. Nghe biệt danh này rồi sao con gái nó dám nhào vô trời. Đúng rồi, bồ ngót vô. Hãy để bồ ngót vô. Con có ăn đâu con là lạng mày. Nhưng mà con không ăn. Con có ăn đu đủ không? Đủ ngọt thì chết. Hả? Không, con sống ăn. Đó, xong cắt lửa. Chứ rau rục ăn cũng ngon. Bồ ngót là phải ăn nó ngót mì. Quá ngon mọi người ơi. Hư cả một cái áo. Bữa nay mình ăn là mình đổ mồ hôi hộp luôn. Ngon quá. Cái gì cũng vậy. Ừ. Mình đổ một trái dừa vô, dừa ăn ghê nè. E rồi tiên thật gì ăn. Đây đổ gì kêu. Cho anh này cũng ghê.
nè cho bà già con nghe con. Ngon không? Muối ớt mà chấm hả? Chấm. Ngon không? Ngon bây giờ. Giò bung lên. Bây giờ còn ngon. Hả kêu vậy Phú mới biết. Đi đâu rồi ngấm hả? Thôi ăn được ngon, nhẹ chuyện quá. Thịt đồ ở đây mình muốn ăn gì hết. Để con ăn hết rồi. Quá tốt một hồi. Gì mẹ? Con gấp cái mẹ bươi, con gấp mẹ bươi à. Gì con? Ăn này chắc phải đi bộ mấy tiếng quá. Bộ chứ đâu không. Ăn chút con chiều mẹ con mẹ đi tập thể dục nè. Ta tập thể dục người ta không có ăn đâu à. Nè. Không. Đi không? Đi không? Đi không? Đi tập thể dục. Mày đi không mày hỏi? Dạ trời ơi. Đi không? Chọn đi đổ chút mắt à. Chọn sao đi đổ thôi. Cục ngục mà chột gì. Đi nhau làm lố à. Anh Hạ dễ giống quên tô của bé dâu. Quá trời. Bé dâu chút bé tắm không? Chúc cho bé dâu tắm mương trước rồi về tắm nước lại. Bé dâu chưa tắm. Ừ, hiện chút mới tắm hả? Vậy lị nó cho bổn cũng biết. Một chút là cho bé dâu lọt mưa hết vậy bà. Thôi, em ăn no tối ngủ được mình. Gớm, biết mấy tuổi rồi, có ngủ được mình. Trời ơi, hết hồn chứ. Còn ngủ được mình không? Còn. Không kìa. Quật 7 phần luôn chiều. Ổng có giật mình nhưng mà ổng vu rồi. Giờ bụng vu nữa trời. Lâu lâu cái ngủ cái đơn lên đi dép vào nhà cái về tới ngủ tiếp. Về trời. Trời dám trời. Thôi mày sợ quá mày ơi. Về dám có bữa xuống nhà cô. Đó anh Hạt dễ rồi tới á. Cục mà đu đủ với lại cục nước này nè nghỉ nhà con no quá. Ờ con ướt áo rồi. Mồ hôi hả? Ủa mình mẩy luôn á. Thêm tối gì xong hơi nữa trời chịu bị nổi bởi vì ốm phải không? Là ốm dữ chưa? Ốm nữa mà xong hơi cái trắng lên liền thấy không? À, quá phê. Bây giờ no chưa tụi mày nữa không? Thôi. Ăn thịt đi. Cổ. Chút là cho bé dâu lọt mương à. Cô. Hôm nay bé dâu chia cả vườn cột. Cánh không? Gì trời. Cánh này không? Thôi cô cánh để cho anh Hà 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 dẻ. Này không? Ừ. Để cho anh Hà dẻ. Trời ơi trời. Cái dâu này bố biết dung. Coi TikTok quá nhiều. À, TikTok cũng ảnh hưởng tới giới trẻ dữ lắm đó. Chứ đâu phải là ích lợi gì đâu. Thật vương gì á. Hồi nãy mấy dâu là hết nước đá chưa? Hết. Hả? Thôi rồi. Hết rồi. TikTok bé dâu bao nhiêu người follow rồi bé dâu? Hơn 1 triệu follow rồi trời. Trời ơi. Chưa 1000 người đăng ký hả? Chú có về đổi tên không? Bé dâu. Đổ bé dâu đồng núm. Hồi bữa là đổi tên là cái gì? Báo đệ nè. 2 tháng mới được đổi lần mà. Ủa TikTok có cho người trên 18 tuổi đăng ký đâu? Hả? Đăng ký bằng gì? Đăng nhập bằng Facebook. Phải không? Nhưng muốn nhập Google. Tao có cho người 18 tuổi đăng ký đâu? Được, đăng ký thì được chứ gì, không cho like thôi chứ. Bữa nó đăng ký cái gì mà giờ chưa đủ 18 tuổi ta không cho nó đăng ký hả? Bữa ừ. Đăng ký gì? À để. Ký kiếm ghê à. Gì cô? Tại sao cô lại nói bé dâu như vậy? Chắc là truy cập mấy cái web 18 cộng chứ vậy. Bé dâu đã có anh Hà trẻ. Gì trời. Là trẻ đâu? Anh Hà dễ ngồi với anh Hà dễ đang ngồi móc găng. Hôm chút anh Hà dễ sao đạp cái dâu xuống mương.
bé dâu nước giặt ra cái mặt mèo không. Bé dâu à, một chút tao cho bé dâu à, đêm nay bé dâu sẽ hot nhất TikTok và cộng đồng mạng. Phải ăn ốc với chèo chị em hai đi nay cái video ăn như là gà ông xã như nấu lẩu ngọt vậy các bạn, tới đây cũng dài cô tạm dừng nha. Các bạn thấy cái video này ngon và hấp dẫn hãy đăng ký cho cô với Nhân, like có động lực cô làm nhiều món mới nữa cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ ủng hộ cho mấy mẹ con cô luôn nha, các bạn yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye, bye, bye. Bye, bye. Thẳng cái tay ra coi làm gì cong cong gì vậy trời. Bị chứ à, trời ơi tới rồi, bữa nay bé dâu lọt mương à. Ôi, anh đang dễ anh này dễ để dâu ăn, nói đi anh hà dễ để bố ăn rồi trẻ cái đầu cho nè.